Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng bào Thành phố Hồ Chí Minh quyên góp 70 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 và chống hạn mặn. Những nguy hiểm đến sức khỏe từ nước rửa tay chứa cồn công nghiệp methanol. Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ về virus SARS-CoV-2 giúp đẩy nhanh việc chế ngự dịch bệnh. Tài xế buồn ngủ khiến xe container lao vào giải phân cách. Thưa quý vị, trước diễn biến ngày càng lan rộng và nguy hiểm của dịch Covid-19 trên toàn thế giới, đồng thời bài toán về hạn hán, xâm nhập mặn sẽ là thách thức không nhỏ cho cả đất nước, chính quyền và người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có những hành động cụ thể thiết thực vì cả nước cùng cả nước. Đó cũng chính là sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân thành phố được ghi nhận tại buổi lễ phát động nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức vào sáng nay. Ngay tại lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban vận động tiếp nhận và phân phối quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố và Ban vận động và tiếp nhận tiền hàng cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận từ 74 tổ chức và 24 cá nhân số tiền 70 tỷ 116 triệu 700 ngàn đồng, 100 đô la Mỹ, trong đó có 60 tỷ 824 triệu 700 ngàn đồng, 100 đô la Mỹ ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, 9 tỷ 292 triệu đồng ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn. Tôi là một người công dân Việt Nam, góp công, góp sức, góp tiền, giúp đỡ cho những đồng bào ta. Chung tay góp sức để cùng nhau chống dịch, bảo vệ được sức khỏe là bằng cách chúng ta phải bảo vệ cộng đồng, thì chính là chúng ta đã bảo vệ bản thân và gia đình chúng ta. Chúng tôi mong muốn rằng tất cả cái đóng góp của chúng tôi sẽ được đưa đến trong cái công tác phòng chống dịch và giúp cho đồng bào chống ngập mặn, chống hạn trong thời điểm hiện nay. Những cá nhân đơn vị muốn tiếp tục đóng góp có thể đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tại địa chỉ 55 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Cao, quận 1 hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 24 quận huyện trên địa bàn thành phố. Chiều nay, Bộ Y tế xác nhận Việt Nam đã có 2 ca COVID-19 thứ 86 và 87 là hai nữ điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai. Đây là những nhân viên y tế đầu tiên của Việt Nam mắc COVID-19. Liên quan vấn đề này, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo vệ nhân viên y tế và tuân thủ nghiêm các quy định về khám chữa bệnh cho người nước ngoài, không để nhân viên y tế bị nhiễm bệnh khi tham gia công tác phòng chống dịch. Sở Y tế khuyến khích các bệnh viện sử dụng máy dịch đa ngôn ngữ trong giao tiếp với người nước ngoài để tránh hiểu lầm. Trong trường hợp người nước ngoài đến bệnh viện muốn được khám và tầm soát COVID-19 do bị ho hoặc sốt và tự nghĩ rằng có yếu tố dịch tễ, thì bệnh viện hướng dẫn người bệnh đến phòng khám sàng lọc. Sau khi bác sĩ hỏi kỹ yếu tố dịch tễ và thăm khám, nếu không loại trừ trường hợp nghi ngờ, thì thực hiện ngay việc đưa người bệnh vào khu cách ly của bệnh viện nếu bệnh viện đủ điều kiện khám và tầm soát COVID-19 cho người nước ngoài. Sau đó liên hệ bệnh viện bệnh nhiệt đới để làm xét nghiệm chẩn đoán. Bộ Y tế cũng đã yêu cầu các cơ sở y tế bố trí đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt tiêu chuẩn cho tất cả nhân viên y tế, đặc biệt là khi thực hiện khám sàng lọc, các kỹ thuật cận lâm sàng, chăm sóc và điều trị trực tiếp người mắc bệnh hoặc trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19. Để ứng phó với diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất trưng dụng ký túc xá Đại học Quốc gia tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức với quy mô 40.000 giường làm khu cách ly tập trung của thành phố. Để chuyển đổi nơi đây thành khu cách ly đồng thời đảm bảo sức khỏe an toàn cho sinh viên, Đại học Quốc gia đã thông báo đến các sinh viên về việc ngừng tiếp nhận và để sinh viên thu xếp rời khỏi ký túc xá trước ngày 20 tháng 3. Những trường hợp ngoại lệ sinh viên quê ở vùng dịch không về được, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được bố trí ở khu vực khác riêng biệt với khu cách ly. Hiện toàn bộ sinh viên các trường thuộc Đại học Quốc gia đang được nghỉ học. Trước đó, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng của Đại học Quốc gia với quy mô 1.000 giường cũng đã được trưng dụng làm khu cách ly tập trung của thành phố. Hiện nơi đây tiếp nhận cách ly 858 người về từ vùng dịch. Sáng nay, 5 người thân, trong đó có chồng của nữ bệnh nhân COVID-19 thứ 35 tại Đà Nẵng, đã bị buộc phải quay trở lại khu cách ly sau khi đã trốn cách ly về nhà. Những người này được cách ly ở Trung tâm Y tế quận Hải Châu vào ngày 10 tháng 3, nhưng trốn khu cách ly về nhà nằm trong hẻm 408 phường Bình Thuận, quận Hải Châu. Sau khi phát hiện sự việc, xe cấp cứu của Trung tâm Y tế quận Hải Châu đã lập tức về nhà những người này cưỡng chế đi cách ly trở lại. Trước đó, nữ bệnh nhân số 35 tên NTTN, 29 tuổi, trong lúc làm việc đã tiếp xúc với hai bệnh nhân người Anh, bệnh nhân 22 và 23 nên bị lây bệnh. Sau khi bệnh nhân thứ 35 đi khám nhiều nơi thì phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng đã khoanh vùng tiếp xúc của nữ bệnh nhân này và đưa bệnh nhân cùng người thân đi cách ly.
Hiện nay khẩu trang và nước rửa tay là hai mặt hàng được người dân quan tâm và lựa chọn sử dụng nhiều trong mùa dịch. Đây cũng là cơ hội để các đối tượng trục lợi bằng việc sản xuất các loại nước rửa tay không đảm bảo chất lượng, thậm chí còn chứa hàm lượng cồn công nghiệp methanol khá cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Do cồn methanol có giá thành rẻ nên không ít cơ sở sản xuất đã dùng loại cồn này để làm dung dịch rửa tay sát khuẩn. Người dân khó có thể phân biệt được bằng quan sát thông thường. Theo các chuyên gia, cồn ethanol mới giúp diệt sát khuẩn nhanh và tiện lợi, còn cồn methanol lại gây tác dụng ngược, thậm chí còn nguy hiểm cho người dùng. Methanol mà mình dùng thường xuyên, dùng liên tục đến như vậy, thì cái ngộ độc đấy nó sẽ diễn ra từ từ và ảnh hưởng rất là nhiều đến thần kinh thị giác. Từ giữa tháng 2 đến nay, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội đã tiếp nhận giám định khá nhiều sản phẩm nước rửa tay không đạt chất lượng. Đến nay có tới trên 40% sản phẩm có chứa methanol, có mẫu xét nghiệm mà methanol gần 100%. Lựa chọn sản phẩm thì nên chọn những sản phẩm có số đăng ký thuốc ấy. Thì khi đó là các nhà xuất người ta lựa chọn nguyên liệu đầu vào và ra tuân thủ các tiêu chuẩn khi sản xuất thì sẽ yên tâm hơn ạ. Các chuyên gia khuyến cáo các cơ sở kinh doanh mặt hàng này cũng cần kiểm tra xem sản phẩm có giấy chứng nhận đầy đủ hay chưa trước khi đưa vào lưu hành. Một phòng thí nghiệm tại bang Texas của Mỹ đang gấp rút tiến hành một nghiên cứu được kỳ vọng sẽ chế ngự được chủng virus SARS-CoV-2. Nghiên cứu này, nếu thành công, có thể trở thành bước ngoặt cho thế giới trong công cuộc chống lại đại dịch này. Nghiên cứu sinh tiến sĩ Daniel Rapp thuộc Đại học Texas, Mỹ đang là đồng tác giả một nghiên cứu trên chủng virus corona mới. Ông cùng nhóm nghiên cứu đang thiết kế một bản đồ 3 chiều về một phần con virus. Điều đặc biệt, phần này được cho là khu vực lây nhiễm trên cơ thể nó. Chúng tôi đã xem xét các protein trong tế bào của virus SARS và MERS là những virus rất giống với chủng virus SARS-CoV-2 hiện nay. Chúng tôi mới nảy ra ý nghĩ phân tách các protein này và kiểm tra hoạt động của chúng. Nhóm nghiên cứu của Daniel cùng với nhiều nhóm khác trên thế giới hiện đang chạy nước rút trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Họ đang trở thành niềm hy vọng của nhân loại khi chủng virus mới gây bệnh COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người trên toàn thế giới. Virus SARS-CoV-2 lan rộng khiến nhiều doanh nghiệp thất thu. Thế nhưng, đây lại là cơ hội cho một số công ty tăng doanh số khi cho ra đời nhiều loại robot phục vụ đời sống con người và góp phần giảm thiểu dịch bệnh. Có khối lượng 40kg, RoboPony là một sản phẩm robot của tập đoàn Chen Robotics Trung Quốc và sở hữu nhiều tính năng đặc biệt. Nó có khả năng chỉ điểm những cá nhân không đeo khẩu trang nơi công cộng và nhắc nhở họ tuân thủ quy định. RoboPony còn phân phát nước rửa tay cho người đi đường. Công nghệ lõi của RoboPony là khả năng tự động kết nối môi trường trong nhà và bên ngoài. Bên cạnh đó là khả năng xử lý dữ liệu hình ảnh nhiệt, nhận dạng khuôn mặt và kiểm soát môi trường. Đây là robot chống dịch, làm sạch và tuần tra. Bên cạnh đó, RoboPony còn là một robot giao hàng. Dịch vụ bùng phát khiến nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng cao là cơ hội để RoboPony thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn. Từ khi dịch COVID-19 lan rộng, công ty Chen Robotics đã nhận gấp 3 lần số đơn đặt hàng so với trước đó. Giữa dịch COVID-19, ngày hôm nay khi truy cập trang web công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới Google, mọi người sẽ thấy một clip ngắn minh họa cho hành động rửa tay kèm hình ảnh của bác sĩ Ignaz Semmelweis. Bác sĩ, tiến sĩ Ignaz Semmelweis, người Hungary, sinh năm 1818, là cha đẻ của sáng kiến rửa tay phòng ngừa lây nhiễm cách đây 170 năm. Sau khi tìm kiếm nguyên nhân về tỷ lệ tử vong cao do nhiễm trùng sau sinh của phụ nữ, bác sĩ Semmelweis cho biết đó là do các bác sĩ mang các bệnh truyền nhiễm từ phòng khám nghiệm tử thi lây cho các bà mẹ mới sinh. Theo sáng kiến rửa tay của ông, tỷ lệ tử vong sau sinh ở châu Âu đã giảm từ 18,27% xuống còn 1,27%. Google Doodle còn chia sẻ các bước rửa tay trong video của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một trong những phương pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, nhằm giáo dục cộng đồng về rửa tay đúng cách. Trước những lệnh hạn chế đi lại do dịch COVID-19, người dân châu Âu đang dần phải thích nghi với cuộc sống thường xuyên ở trong nhà, nhưng vẫn có cách để duy trì cuộc sống lạc quan trong khoảng thời gian này. Bà Francesca Vallagusa, 40 tuổi, sống tại Roma, Italia. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, cuộc sống của bà đã thay đổi ít nhiều. Bà đang làm việc tại nhà do chính phủ Italia phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn dịch COVID-19. Tôi làm việc online được hơn một tuần nay. Điều đó hơi khó khăn vì tôi có một con chó và hai con mèo, có nghĩa là tôi phải quản lý chúng trong khi tôi làm việc qua video với các đối tác ở khắp nơi trên thế giới. Bà Francesca Vallagusa cho biết đã dành thời gian tập luyện yoga nhiều hơn trong khoảng thời gian này.
Cũng trong những ngày đầu áp dụng lệnh hạn chế hoạt động, nhiều siêu thị tại Bỉ đã có những chương trình dành riêng giờ mua sắm nhất định cho người cao tuổi, những người dễ bị tổn thương nhất trong thời điểm hiện tại. Mặc cho tình hình dịch COVID-19 ngày càng trở nên tồi tệ, nhiều du khách vẫn đến ngắm hoa anh đào ở Washington DC, Mỹ, nhưng tất nhiên là với những biện pháp phòng bệnh được khuyến cáo. Dịch bệnh lan rộng dường như không ảnh hưởng tới đam mê ngắm hoa và cảnh sắc của thủ đô xứ sở cờ hoa. Mùa hoa anh đào đã khoác thêm chiếc áo đẹp cho hồ Tidal Basin, vốn là địa điểm du ngoạn yêu thích của nhiều người. Thế nhưng khác với mọi năm, biển hướng dẫn phòng dịch được dựng ở nhiều nơi quanh khu vực, du khách cũng tích cực mang khẩu trang kháng khuẩn. Cũng không tệ lắm, mọi người đến đây ngắm hoa và giữ khoảng cách an toàn với nhau. Vài ngày trước, thủ đô Washington đã cấm tụ tập từ 50 người trở lên để hạn chế sự phát tán dịch bệnh. Tuy nhiên, hồ Tidal Basin và khu vực đài tưởng niệm Washington là một trong những nơi còn mở cửa đón khách. Tình hình khả quan ở Mỹ trái ngược với Nhật Bản, xứ sở hoa anh đào. Năm nay người Nhật Bản hầu hết không đi ngắm hoa, khiến đường phố vắng vẻ lạ thường. Mặc dù trên toàn thế giới đại dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng quý vị đừng quên, hôm nay 20 tháng 3 là ngày quốc tế hạnh phúc. Vậy chúng ta hãy cùng lắng nghe định nghĩa về hạnh phúc của nhiều người dân tại nhiều quốc gia nhé. Hạnh phúc là được thức dậy bên người mình thương yêu mỗi sáng. Hạnh phúc đối với tôi là mỗi tuần được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, sống chậm lại một chút, đi du lịch với bạn bè, nhìn ngắm thế giới. Đó là những gì khiến tôi hạnh phúc. Tôi hạnh phúc khi làm người khác hạnh phúc. Tiền làm tôi hạnh phúc. Thức ăn ngon, được dành nhiều thời gian bên bạn bè, hay một ngày đẹp trời, đó là những gì khiến tôi hạnh phúc. Được nhảy, được hát, tôi đang rất hạnh phúc. Mẹ chính là niềm hạnh phúc của tôi. Mỗi lần nhìn thấy mẹ, tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Tôi thích tận hưởng mọi thứ từ những điều đơn giản nhất, mặt trời, lũ chim. Cháu thích kem, đồ chơi. Chồng tôi, gia đình tôi, những con mèo của tôi là niềm hạnh phúc của tôi. Trong vòng 6 tháng liên tiếp, tôi đã đến đây uống cà phê. Và chính những người phục vụ đã mang lại hạnh phúc cho tôi. Tiếp theo trong phần thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Người gây tai nạn chết người dưới rãnh thoát nước ra đầu thú. Bắt giữ 4 đối tượng phá gần 2 hecta rừng để chiếm đất làm rẫy. Thưa quý vị, sáng nay một chiếc xe container đã lao vào giải phân cách khi đang lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ quận Thủ Đức về quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Tài xế sau đó đã thừa nhận buồn ngủ khi điều khiển xe dẫn đến tai nạn. Được biết, khi lên gần giữa cầu vượt trạm 2, phường Tân Phú, quận 9, chiếc xe container trên đã bất ngờ lao qua phải, đâm gãy một biển báo rồi lao vào giải phân cách bê tông. Đầu xe container bị hư hỏng nặng, nhiều dầu nhớt trên xe đổ tràn xuống đường khiến một số người đi xe máy bị té ngã. Vụ việc còn khiến nhiều mét giải phân cách bị hư hỏng, giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Theo tường trình của tài xế, nguyên nhân vụ việc là do anh buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái dẫn đến sự cố trên. Hôm nay, Công an tỉnh Bình Thuận đã khám nghiệm và điều tra vụ phát hiện thi thể nam giới nằm dưới rãnh thoát nước ven đường quốc lộ 55 thuộc phường Tân An, thị xã La Ri, tỉnh Bình Thuận vào sáng nay. Tại hiện trường, không có phương tiện bên cạnh tử thi nhưng có nhiều mảnh vỡ của xe máy. Nạn nhân được xác định là một người đàn ông 32 tuổi, ngụ tại địa phương. Công an đã trích xuất camera trong khu vực để điều tra và phát hiện ra chiếc xe máy nghi liên quan đến vụ việc mang biển số 86B638379. Xe bị hư hỏng phần đầu, được bỏ ở một tiệm sửa xe gần hiện trường. Khoảng 10 giờ cùng ngày, anh Ngô Văn Chí, 21 tuổi, đến công an trình diện và khai báo 23 giờ đêm qua có nhậu say và chạy xe về nhà thì xảy ra tai nạn, nhưng sau đó bất tỉnh. Khi tỉnh dậy đã đến bệnh viện băng bó vết thương và không biết là đã tông chết người. Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh một chiến sĩ cảnh sát giao thông tại Hà Nội bị một chiếc taxi hất lên nắp capo rồi chạy với tốc độ cao trên đường đã khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Sự việc xảy ra vào trưa hôm qua trên đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội. Trong đoạn video, một chiến sĩ cảnh sát giao thông nằm trên nóc capo của chiếc taxi. Tuy nhiên, thay vì dừng xe lại, tài xế taxi vẫn cố tình cho xe chạy trên đường với tốc độ cao, khiến người đi đường hốt hoảng, sợ hãi. Sau khi hình ảnh trên được đăng tải trên mạng, nhiều người đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động của tài xế taxi. Nhiều người còn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và xử lý tài xế này theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ việc hiện đang được điều tra, có yếu tố chống người thi hành công vụ. Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh từ Điện Biên qua Phú Thọ mang về xuôi tiêu thụ, bắt 3 đối tượng, thu giữ 7 kg ma túy tổng hợp.
Trước đó vào ngày 15 tháng 3 tại bến xe khách thuộc thành phố Việt Trì, công an tỉnh Phú Thọ đã bắt quả tang ba đối tượng Lò Văn Quân, Lò Văn Thủy trú tại xã Thanh Nưa và Vì Văn Kinh trú tại xã Thanh Luông, tỉnh Điện Biên đang vận chuyển trái phép 7 kg chất ma túy tổng hợp. Số ma túy được đóng trong các hộp kim loại ngụy trang dưới dạng hộp sữa bột trẻ em. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận Lò Văn Quân được một người phụ nữ tên là Tâm, nhà ở Điện Biên không rõ địa chỉ, thuê vận chuyển số ma túy trên với giá 35 triệu đồng. Hiện công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Sáng nay, công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 4 đối tượng rủ nhau vào rừng chặt hạ, hủy hoại gần 2 hectare diện tích rừng với mục đích chiếm đất làm rẫy. Đó là Trần Cung Bình, Trần Quang Minh, Quỳnh Ngọc Dũng và Dương Cư cùng trú tại xã Ele, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Do lo sợ dịch COVID-19, cả 4 đối tượng này ngưng đi làm thuê. Trong các ngày 14, 15, 17 và 18 tháng 3, các đối tượng đã rủ nhau mang theo dao rựa vào tiểu khu rừng 139 ở xã Ijlơi, huyện Ea Súp, chặt phá cây rừng để chiếm đất làm rẫy. Đây là khu vực rừng do công ty trách nhiệm hữu hạn cao su và lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk quản lý. Gần đây, tại tỉnh Đắk Lắk, tình trạng người dân tự ý vào rừng chặt phá cây, chiếm đất làm rẫy đang có chiều hướng gia tăng phức tạp. Các chủ rừng và cơ quan quản lý bảo vệ rừng cần tăng cường công tác tuần tra, sớm phát hiện ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra. Tối qua, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp một đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, khiến hai cán bộ công an bị thương. Vào khoảng 16 giờ 40 phút hôm qua, ba cán bộ công an quận Liên Chiểu đến một ngôi nhà trên đường Âu Cơ để giải quyết một vụ gây rối thì bị một nhóm người, trong đó có đối tượng Phan Văn Thuận, dùng dao chém vào đầu và tay hai cán bộ công an cùng một người dân đi đường tham gia hỗ trợ. Sau đó các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Triển khai truy tìm, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Thuận. Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng này để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Thông tin cập nhật về đại dịch COVID-19. Tính đến 18 giờ 50 tối nay, dịch COVID-19 đã lan đến 182 quốc gia và vùng lãnh thổ. Toàn thế giới ghi nhận gần 253.000 ca nhiễm với số ca tử vong vượt mốc 10.000 ca lên đến 10.405. Số ca hồi phục là hơn 89.000. Italia vẫn tiếp tục là điểm nóng tại châu Âu với số ca tử vong vượt Trung Quốc lên đến 3.405 ca. Nhưng tốc độ lây lan vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Tây Ban Nha là nước chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai tại châu Âu do dịch COVID-19, với gần 20.000 ca nhiễm và 1.002 người tử vong. Hôm nay, Ngoại trưởng ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã họp thảo luận trực tuyến về việc hợp tác chống COVID-19. Cả Trung Quốc và Hàn Quốc đều chứng kiến số ca nhiễm trong nước giảm, nhưng số ca nhập cảnh bên ngoài nước lại tăng lên. Tại Mỹ, Thống đốc bang California Gavin Newsom đã ra lệnh yêu cầu gần 40 triệu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp hết sức cần thiết. Theo ước tính, khoảng 56% người dân California sẽ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 8 tuần tới, nghĩa là cần bổ sung hơn 20.000 giường bệnh so với hiện tại. Trung Quốc đã đạt được những thành công bước đầu trong việc ngăn cản sự lây lan của virus SARS-CoV-2 khi số lượng ca nhiễm mới liên tục giảm mạnh. Trong ngày hôm nay, nước này ghi nhận 39 ca nhiễm mới, trong đó chủ yếu là người nước ngoài và người Trung Quốc từ nước ngoài về. Tại Iran, lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Hassan Rouhani đã có bài phát biểu cam kết kiểm soát sự lây lan dịch COVID-19 cũng như đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Do tình hình dịch bệnh, những hoạt động mừng năm mới Nowruz của người dân nước này đã bị hủy bỏ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai, cũng vào khung giờ quen thuộc là 6 giờ 30 phút trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 với những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong đêm. Chúc quý vị có một buổi tối với thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt.